Chào tất cả các em. Và như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách phân tích đa thức thành nhân tử. Chúng ta đã biết rằng chúng ta có ba cái phương pháp chính, đó là phương pháp là đặt nhân tử chung này, phương pháp sử dụng hàng đẳng thức này, hay là phương pháp nhóm các hạng tử. Thế thì trong thực tế có những cái bài toán thì nó phải thông qua cái đặt hàng phụ. Thì các bạn nghe chưa quen, hôm nay thầy giới thiệu cho chúng ta một cái ví dụ về cái dạng toán này nhá. À, chúng ta xét cái ví dụ sau này. Ví dụ 1. Phân tích đa thức thành nhân tử. Phân tích đa thức thành nhân tử. Người ta cho cái đa thức như sau. AX bằng x cộng 1 nhân với x cộng 2 nhân với x cộng 3 và nhân với x cộng 4. Và đây là trừ đi 3. Thầy nhắc lại bài toán phân tích đa thức thành nhân tử. AX bằng x cộng 1 nhân x cộng 2 nhân x cộng 3 nhân x cộng 4 và trừ đi 3. Các bạn thử suy nghĩ xem. Ở đây thì chúng ta chẳng thấy cái hàng đẳng thức nào cả, không sử dụng hàng thức ở đây, chưa kịp đúng không? Chưa thể sử dụng ngay. Và một cái điều nữa là gì nhỉ? Chúng ta không thể nhóm hạng tử ở đây, mà chúng ta cũng không thể đặt thừa số chung ngay ở đây được. Thì chúng ta thấy ở đây có nhận xét như sau. Ở đây là x cộng 1, x cộng 2 nhân x cộng 3, x cộng 4. Vậy thì thầy sẽ nhóm cái x cộng 1 này nhân cái x cộng 4. Cái x cộng 2 này nhân cái x cộng 3. Đấy, thì để thầy trước tiên thầy nhân vào như thế đã, bằng cái phương pháp kiểu như trung bình đấy. Thì ở đây là 1 này, 4 là 5, 2 với 3 đây cũng là 5. Vậy thì thầy bước 1 là thầy nhóm như thế nhá. Thì cái này nó sẽ là bằng này, x cộng 1 nhân với x cộng 4 nhân với x cộng 2 nhân với x cộng 3 rồi trừ đi 3, bằng cái phương pháp là giao hoán, đúng không? Hoán đổi vị trí là cái phép nhân có tính chất giao hoán, được chưa? Thì ta nhóm x cộng 1 với x cộng 4, x cộng 3 với x cộng 2. Bây giờ ta tiến hành nhân 2. Đấy, nhân 2 cái đa thức này và nhân 2 cái đa thức này. Đấy. Thì chúng ta bằng như sau. Thầy nhân nhanh nhá. X nhân x là x bình. Ở đây là x nhân 4 là 4x này, với cả 1 nhân x nữa là x nữa, vậy thì 4x với x là 5x, cộng 5x. Và 1 nhân 4 là 4 thì cộng 4 vào đây. Đấy. Các bạn có thể kiểm tra bằng lại bằng giấy nháp nhé. Tiếp tục thầy nhân x cộng 2 nhân x cộng 3. Thì x nhân x là x bình này. Đấy. X bình này. Đây là 2 nhân x là 2x này, 3 nhân x là 3x này, cộng vào nhau thì là thành 5x này. 5x này. Còn đây là 2 x 3 là gì? Là 6 cộng với 6 này. Đấy. Rồi trừ đi 3. Đấy là xong cái bước thứ nhất. Sau khi bước thứ nhất ý, đã xong thì chúng ta thấy xuất hiện như sau này. Đây này, x bình cộng 5x cộng 4, x bình cộng 5x cộng 6. Thế thì hai cái biểu thức này gần giống nhau. Nó chỉ sai khác, ở đây là 4, ở đây là gì? Là 6. Có nghĩa là ở đây, biểu thức này mà đem trừ đi biểu thức này thì sẽ là bằng 2, được chưa? Thầy sẽ bằng 2. Vậy thì thầy sẽ đặt ẩn phụ, đặt cả cái biểu thức này bằng t thì cái biểu thức này sẽ là bằng t cộng 2, đúng chưa? Tại vì đây là sẽ là x bình cộng 5x cộng 4 rồi lại cộng gì? Cộng 2, được chưa? Thế cho nên thầy sẽ đặt như sau. Đặt t bằng x bình phương cộng với 5x cộng 4. Khi đó rồi. Ở đây t là biểu thức của x đúng không? Thế ta sẽ có ax sẽ bằng gì? Ax bằng t này. Thầy vừa đặt x bình cộng 5x cộng 4 bằng t. Vậy thì x bình cộng 5x cộng 6 là tách ra thành x bình cộng 5x cộng 4 cộng 2. Vậy thì đây sẽ là t cộng 2. T cộng 2. Rồi cuối cùng là trừ đi 3. Đến đây thầy sẽ nhân vào, đúng chưa? Thì cái này sẽ là bằng t nhân t là bằng t bình phương. T nhân với 2 là cộng 2t.
và đây là trừ đi 3. Đến đây thì chúng ta nhìn rất là quen, nó kiểu như là một cái biểu thức bậc 2, biến là biến t, tức là ẩn t nhá. Thì chúng ta sẽ phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách là chúng ta sẽ tách cái số hạng tự do này ra. Thì ở đây thầy thấy là đây là 2, đây là 1, vậy thì thầy sẽ tách đây là thành gì nhỉ? Trừ 3 thì là bằng trừ 2 và trừ đi 1. Đấy. Thì cái này sẽ là bằng t bình phương cộng với 2t trừ đi 2 trừ đi 1. Và thầy sẽ nhóm thằng đầu tiên này với thằng cuối, hai thằng ở giữa này với nhau. Vậy thì cái này sẽ là bằng t bình trừ 1 cộng với 2t trừ 2. Sau khi nhóm thì t bình trừ 1 là hằng thức, tức là t bình trừ đi 1 bình, đúng không? Thì là bằng đây, bằng t cộng 1 nhân với t trừ 1. Thế còn đây, thì đặt thừa số chung là 2 ra ngoài thì sẽ còn là t trừ 1, đúng chưa? Cộng với 2 nhân với t trừ 1. Sau khi làm thế này rồi thì chúng ta lại thấy xuất hiện đây, cái này là t cộng trừ 1, đây là t trừ 1 là giống nhau, đặt ra ngoài làm thừa số chung. Vậy thì cái này đặt ra là bằng t trừ 1 ra ngoài thì bên trong sẽ còn là t cộng 1 cộng 2. Mà t cộng 1 cộng 2 tức là t cộng mấy? Thôi. T cộng 1 thì cộng 2 thầy viết cho nó rõ nhá, xong rồi lại chúng ta lại rút gọn sau. Cái này sẽ là bằng t trừ 1 nhân với t cộng 3. Và như vậy đây là chúng ta đã nhìn thấy cái dạng là gì đấy, dạng tích rồi. T trừ 1 nhân tử thứ nhất, t cộng 3 là nhân tử thứ hai, là ra dạng tích rồi. À, chúng ta đã thành công trong việc phân tích thành nhân tử rồi. Tuy nhiên ở đây là chúng ta ẩn của chúng ta ban đầu là ẩn x. Vậy thì ban đầu ở đây chúng ta là t, thì bây giờ chúng ta thay ngược trở lại đây. Với cái t mà chúng ta vừa đặt vào nãy đây, thầy đóng khung vào đây nha. Đấy. Thì từ đây ta suy ra ax sẽ bằng cái gì? Thầy sẽ lại thay cái t bằng x bình cộng 5x cộng 4 vào đây. Vậy thì cái này nó sẽ bằng x bình này cộng 5x này cộng 4 này trừ đi 1, đúng không? Đây là t này, t trừ 1 mà, t trừ 1 mà t bằng cái này, t trừ 1 thay ngược lại nhân với t bình cộng với 5, à đây thầy xin lỗi, cái này là x bình nhá, x bình cộng với 5x cộng 4 rồi lại cộng mấy đây, đây là t, t là xong rồi nhá, bây giờ cộng 3 nữa này, cộng 3. Vậy thì cái này sẽ bằng, rút gọn đây, cái này là x bình cộng với 5x cộng 4 trừ 1 tức là cộng mấy, cộng 3 nhân với x bình cộng với 5x cộng 7. Đấy. À x sẽ bằng thế này. Đấy, thầy đóng khung, đóng khung lại. Đây chính là kết quả. Như vậy là thầy đã phân tích đa thức thành nhân tử xong. Đây đa thức ban đầu đây. Bây giờ phân tích thành nhân tử. Nhân tử thứ nhất chính là x bình cộng 5x cộng 3. Nhân tử thứ hai là x bình cộng 5x cộng 7. Đấy, chúng ta lưu ý thế nhá. À, thì chúng ta thấy ở đây cái bài toán này phải thông qua đặt ẩn phụ thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó dễ dàng hơn, nó tính toán dễ dàng hơn. Đấy. Và có một cái mẹo ban đầu mở đầu của bài toán đấy là ở cái chỗ đầu tiên này, thầy đã nhóm x cộng 1 và x cộng 4, x cộng 2, x cộng 3 và thành nhân, hoặc là mới đặt ẩn phụ. Thì các bạn lưu ý cái bài này. Thì cái ở đây thầy ra cho chúng ta vài cái bài tập tương tự nhá. Bài tập này. Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử. Bài 1 này, x cộng 2 nhân x cộng 3 nhân x cộng 4 nhân x cộng 5, đây là trừ đi trừ 8. Câu số 2, x cộng 1 nhân x cộng 2 x cộng 3 x cộng 4 và đây là trừ đi 15. Đây là hai cái bài tập tương tự, các bạn về nhà tự làm cho thầy nhá. Tương tự như cái cách mà thầy đã hướng dẫn ở đây, phân tích đa thức thành nhân tử ở cái dạng toán là nâng cao một chút, tức là sử dụng cái đặt ẩn phụ. Đấy. Buổi học sau thầy sẽ chữa cho các bạn nhá.